Thưa quý vị, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn đối với những đóng góp hy sinh to lớn của thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đồng thời tiếp tục khơi dậy tình cảm trách nhiệm của thế hệ hôm nay với người có công với cách mạng. Vừa qua, tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí dành cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận. Việc khám chữa bệnh diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023 cho gần 400 người thuộc diện đối tượng chính sách, người già neo đơn, cán bộ hưu trí. Đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng do Ủy ban Nhân dân quận tổ chức. Qua cái hoạt động lần này, chúng tôi muốn gửi một thông điệp là chúng ta hãy chăm sóc một cách tốt nhất cho những gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, làm sao để nhận biết được đó là những cái chính sách hết sức là ưu việt của Đảng, Nhà nước, của thành phố, của quận Hải Châu trong thời gian qua và cũng như trong thời gian sắp đến. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Y học Cổ truyền và Bệnh viện Mắt Việt An đã thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, chụp X quang, đo điện tim, đo loãng xương và chụp các lớp vi tính khi có chỉ định, khám tư vấn và cấp phát thuốc điều trị các bệnh lý nhãn khoa cho người dân, đồng thời tiến hành điều trị không dùng thuốc như châm cứu, hồng gọi, cấy chỉ, xoa bóp, áp lực hơi và cấp phát thuốc y học cổ truyền. Được quận Hải Châu có tổ chức đi khám miễn phí do quận tài trợ, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng được sự quan tâm của Đảng, của chính quyền để đưa anh em chúng tôi đến trung tâm khám và biết bệnh tật của tuổi già thì sao. Được biết, quận Hải Châu cũng bố trí xe đưa đón người dân và cử cán bộ đầu mối quản lý hỗ trợ trong quá trình di chuyển và khám chữa bệnh tại bệnh viện. Mà muốn cái chương trình này tiếp tục để hỗ trợ cho tất cả những người là sống, là coi như là những người cao tuổi, những người hưu trí, là khi về già rồi là coi như là sức khỏe suy yếu, là nói chung, còn nói riêng cho bà là cũng được sự hỗ trợ như vậy mà bà rất quý và cảm ơn vô cùng. Hiện nay trên địa bàn quận Hải Châu có gần 1.800 người thuộc diện gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn. Vì vậy sau đợt này, quận tiếp tục triển khai đợt 2 trong dịp Tết Nguyên đán. Và về lâu dài, quận sẽ thường xuyên triển khai thực hiện chương trình vào dịp 27 tháng 7 hàng năm.